vụ án đánh cắp ổ bánh mì, luật pháp và lương tri. Vào một đêm lạnh giá của tháng 1 năm 1935, giữa thời kỳ đại suy thoái ở Mỹ, một phiên tòa được tổ chức trong một khu phố nghèo nhất New York. Đứng ở vị trí thẩm phán là ngài thị trưởng đáng kính của thành phố, ông Firalo LaGuardia, và bên dưới bục là một người phụ nữ rách rưới với dáng vẻ sầu não. Gương mặt tiều tụy của bà hiện lên vẻ xấu hổ. Bà bị buộc tội ăn trộm một ổ bánh mì. Thẩm phán hỏi, bị cáo, có đúng là bà đã ăn trộm bánh mì không? Người phụ nữ cúi đầu lúng túng trả lời, đúng vậy, thưa quý tòa, tôi thực sự đã ăn trộm bánh mì. Thẩm phán lại hỏi, động cơ ăn trộm bánh mì của bà là gì? Có phải vì đói khát không? Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vị thẩm phán và nói tiếp, đúng là tôi đói, con rể đã bỏ rơi gia đình, con gái tôi thì bị bệnh, còn hai đứa cháu nhỏ đang chết đói. Chúng đã mấy ngày hôm nay không được ăn rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn chúng chết đói được. Chúng vẫn còn quá nhỏ. Nghe người phụ nữ nói xong, mọi người xung quanh bắt đầu lầm rầm những tiếng bàn tán. Tuy nhiên, người chủ cửa hàng nơi bị trộm bánh mì thì không đồng ý tha thứ và nói, đây là một vùng kém an ninh thưa ngài. Bà ấy phải bị trừng phạt để làm gương cho những người khác. Ngài thẩm phán thở dài, nhìn về phía người phụ nữ và nói, bị cáo, tôi phải làm việc theo lẽ công bằng, chấp hành theo pháp luật. Bà có hai lựa chọn, nộp phạt $10 hoặc chấp nhận bị giam 10 ngày. Người phụ nữ với vẻ mặt đầy đau khổ và hối hận nói, thưa ngài thẩm phán, tôi phạm tội, tôi chấp nhận chịu phạt. Nếu tôi có $10 thì tôi đã không đi ăn cắp bánh mì. Tôi chấp nhận bị giam 10 ngày, nhưng con và cháu của tôi thì ai sẽ chăm sóc chúng đây? Ngài thẩm phán khẽ mỉm cười. Ông rút trong túi ra $10 và bỏ vào chiếc mũ của mình rồi nói lớn, đây là $10 mà tôi sẽ trả cho án phạt này. Ngoài ra tôi phạt mỗi người trong phòng xét xử này 50 sen. Đó là số tiền phạt cho sự thờ ơ của chúng ta khi ở cùng khu phố mà lại để cho một người phụ nữ phải đi ăn trộm bánh mì về nuôi cháu. Ngày hôm sau, tờ New York Times đưa tin có $47.5 được gửi đến cho người phụ nữ khốn khó kia. 50 cent trong đó là do người chủ cửa hàng tạp hóa đóng góp. Ngoài ra còn có khoảng vài chục bị cáo khác đang chờ xét xử. Và các cảnh sát có mặt khi đó, họ đều vinh hạnh được đóng góp 50 cent và đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Nhà văn Mark Twain từng nói rằng, lương thiện là một loại ngôn ngữ phổ quát của thế giới. Nó có thể khiến cho người mù cảm nhận được và người điếc nghe thấy được. Khoản tiền mà mọi người thành tâm đã nộp cho thấy, lương thiện không chỉ là một loại phẩm chất đối lập với sự lạnh lùng, gian trá, tàn nhẫn và tư lợi, mà còn là một loại khế ước về tinh thần. Con người đến thế gian này với tư cách là một phần tử trong xã hội là tự nhiên đã có một bản hợp đồng với xã hội. Hợp đồng đó chính là không bán rẻ lương tri.